tay mình đang là một cây Sony A01 PS Custom bị gửi cho bạn tên là Trường ở Yên Thế Bắc Giang, ban nắm quân Yên Thế Bắc Giang. Thì đối với cái đàn này thì mình cũng chia sẻ với anh em rất là nhiều rồi, nhưng hôm nay mình xin phép được review lại cái đàn này một chút. Đây là một cái đàn dáng A khuyết, đây là kiểu dáng của đàn Taylor mọi người nhá. Cái đàn này thì chia sẻ chút về cấu hình, lo mặt tốt là gỗ thông Sitka, backside cái này thì là gỗ mahogany. Đó, cần đàn cái này là gỗ mahogany. Mặt phím cái này thì được làm gỗ cẩm Ấn Độ. Thì vậy các bạn có thể thấy đây có hai một cái hình khảm hoa mai và một cái khảm miệng lỗ mà ốc xanh đây, rất đẹp. Đó. Ngựa đàn thì được làm bằng gỗ cẩm Ấn Độ, gỗ cẩm Ấn. Cái đàn ngựa này thì là do mình nhập trực tiếp từ bên nhà máy sản xuất chuyên sản xuất ngựa đàn của Trung Quốc về, thì nó sẽ có độ chuẩn xác cũng như là chất liệu nó rất là tốt. Đó, độ chuẩn xác rất là cao cho ra cái kết quả âm thanh cuối cùng rất tốt luôn. Đó. Khóa cái đàn này đang là một khắp lắp một khóa đơ dung để loan. Chúng ta có thể thấy đây, thứ nhất là cái thân đàn thì rìa thân đàn sẽ có một cái đường chỉ đen, cũng bên trong nó là một cái đường chỉ giả cần, rồi có một cái vàng cái vồ đây. Mặt phím thì sẽ có cái đường chỉ kẹp trà chỉ trắng thì đen đây, nhìn nó sẽ đổi hơn đầu cần đến mọi người nhé. Logo son vào một hình một chiếc lá, hình lá dạng dạng lá đồng. Thì cái này mỗi người một sở thích khác nhau, mình để co thêm thôi, chứ còn ra anh em cũng thích thì có thể bỏ ra được. Ok. Gì nữa ta, tóm lại như thế, chủ yếu là bây giờ quan trọng nhất là mọi người muốn cái gì thôi, tổng thể âm thanh của nó thì rất là hay rồi. Action rất thấp, bấm rất nhẹ tay. Ra cái này ví dụ mình thích thấp hơn nữa vẫn được, nhưng mà mình thường muốn để tầm này thôi. Đó, bởi vì là nó phải vừa tay, vừa đánh cái style, vừa đẹp hát được. Đó. Bởi vì cái này vẫn còn cao, mài xuống nữa vẫn được anh em nhé. Cái đàn này mình cũng để khá lâu, thành ra là để cái thùng rất lâu mình mới làm, thành ra là cái độ chắc chắn, độ chuẩn xác nó sẽ đi theo thời gian rồi. Đó, không cần phải lo về vấn đề nó sẽ xảy ra chuyện gì đó trong quá trình là mình sử dụng nữa. Ok. Thì hiện tại mẫu này mình chỉ còn 2 cây thôi. Cây này mình gửi cho bạn kia, còn 2 cây nữa thì bạn nào có nhu cầu mua thì mua luôn. Sắp tới mình làm cũng khá lâu ấy, phải tầm hơn tháng. Tầm Tết mình có hàng các mọi người ạ. Đó. Ok, chào mọi người nhé.